bắt nữ bị can cầm đầu nhóm gây rối trật tự công cộng. Nữ bị can Phạm Thị Thu Trang cầm đầu nhóm đối tượng có hành vi manh động, có tính chất côn đồ, xông vào trong công trường thi công nhằm gây rối trật tự công cộng. Chiều tối ngày 20 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương, Hải Phòng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Phạm Thị Thu Trang, 37 tuổi, trú tại 45-143 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng, cùng 7 đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng. Bị can Phạm Thị Thu Trang bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc cầm đầu nhóm đối tượng có hành vi manh động, côn đồ, xông vào công trường dự án tại huyện An Dương, Hải Phòng, gây rối trật tự công cộng. Trang bị cáo buộc là đối tượng chủ mưu, cầm đầu nhóm 15 đối tượng có hành vi manh động, có tính chất côn đồ, xông vào trong công trường thi công dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức ngã tư đường Tôn Đức Thắng, máng nước, quốc lộ 5 tại xã An Đồng đập phá ngày 12/4. Trước đó, ngày 14 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện An Dương ban hành các thông báo thu hồi 24.454,9m2 đất của 3 tổ chức và 139 hộ dân, gồm 85 hộ dân có đất ở và 54 hộ dân sử dụng đất hành lang giao thông, phục vụ dự án nêu trên theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức và cá nhân được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là 106.9 tỷ đồng. 12. 139 hộ dân đủ điều kiện được bố trí tái định cư theo luật định. Đáng chú ý, hộ của bị can Phạm Thị Thu Trang không đủ điều kiện bố trí tái định cư. Sau khi triển khai thông báo thu hồi đất, đến đầu tháng 4 năm 2024 đã có 84-85 hộ dân chấp hành nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án. Tuy nhiên, còn duy nhất hộ bị can Trang có đất nằm trong dự án không chịu nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Mặc dù giá đất bồi thường được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt sát với giá đất thị trường đang giao dịch vào thời điểm triển khai dự án, tuy nhiên, sau rất nhiều lần gửi thông báo, giấy mời nhưng bà Trang không phối hợp với cơ quan chức năng của huyện An Dương để làm việc, mà còn có những hành vi có dấu hiệu của việc vi phạm pháp luật. Để bảo đảm tiến độ dự án, ngày 4 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện An Dương đã ban hành hai quyết định số 10/QĐ-UBND và quyết định số 14/QĐ-UBND về việc cưỡng chế và thành lập ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp hộ Phạm Thị Thu Trang. Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, ngày 11 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện An Dương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, đồng thời dựng hàng rào bằng tôn để bảo vệ nhà thầu thi công. Ngày 12 tháng 4, phớt lờ các quy định của pháp luật, bà Trang tổ chức và cầm đầu một nhóm đối tượng xông vào công trường đang thi công dự án, đập phá, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, gây bức xúc trong dư luận. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện An Dương nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. 15 đối tượng bị bắt giữ, đưa về trụ sở công an huyện. Trong đó có bị can Trang. Sau khi sàng lọc các đối tượng, cơ quan điều tra tố tụng của huyện An Dương đã khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Thu Trang cùng 7 bị can khác. Trong đó có em trai của nữ bị can này.